Cuộc khẩu chiến cho vị trí bắc chính tuyển Đức vẫn chưa dừng lại khi mà Andre Ter Stegen mới đây đã lên tiếng đáp trả Manuel Neuer. Thủ môn của Barcelona đưa ra quan điểm, bất kỳ ai cũng có tham vọng của riêng mình và việc thể hiện nó là điều rất bình thường. Bạn không thể nói rằng ở tuyển có sự cạnh tranh ở vị trí thủ môn, sau đó lại bắt ai đó phải hài lòng dù họ chẳng được ra sân thi đấu. Manuel Neuer không cần thiết phải nói về những cảm xúc của cá nhân tôi và đánh giá chúng. Nếu nhìn lại những năm tháng trước, bạn sẽ thấy tôi luôn cư xử đúng mực. Phát ngôn của anh ấy là không hề phù hợp, nhưng tôi cũng muốn kết thúc tranh cãi này ở đây. Phát ngôn của Ter Stegen đã nhận được sự đồng tình của rất nhiều người. Tuy vậy, những điều anh nói ra không phải là không có lý khi Ter Stegen luôn giữ được phong độ cao cùng với Barcelona. FIFA vừa tổ chức bốc thăm chia cặp tại FIFA Club World Cup. Theo đó, nhà đương kim vô địch châu Âu Liverpool có thể sẽ đối đầu với một trong ba đội là Ansat, Hienhene Sport hoặc CF Monterrey. Cúp thế giới các câu lạc bộ năm nay được tổ chức tại Qatar vào tháng 12. Đến thời điểm này đã xác định được các câu lạc bộ góp mặt là Monterrey của Mexico, Esperance de Tunis của Tunisia, chủ nhà Ansat và Hienhene Sport của New Caledonia. Đại diện châu Á cũng sẽ được xác định trong thời gian tới sau trận chung kết AFC Champions League. Theo kết quả bốc thăm, Ansat và Hienhene Sport sẽ đá trận vòng loại đầu tiên. Đội thắng sẽ gặp Monterrey ở tứ kết, trong khi Esperance de Tunis sẽ đối đầu với đại diện vô địch châu Á. Dương bệnh của Real Madrid đã đón thêm Marcelo sau chiến thắng 3-2 trước Levante. Hậu vệ cánh người Brazil dính chấn thương ở cổ và chắc chắn vắng mặt trong trận đại chiến với PSG sắp tới tại Champions League. Real chưa kịp vui mừng về sự hồi phục của các tân binh như Ferland Mendy, Eden Hazard thì phải nhận thêm những chấn thương mới. Trước đó, kênh Kênh Trắng cũng xác nhận Luka Modric dính chấn thương đùi và không hẹn ngày trở lại. Các ca chấn thương này sẽ khiến Real Madrid gặp nhiều khó khăn trong chuyến lần khách đến sân của PSG, bởi lẽ hai hậu vệ khác của họ là Sergio Ramos và Nacho cũng vắng mặt vì án treo giò. Chelsea sẽ không có được đội hình tối ưu nhất cho trận mở màn Champions League ở Valencia. Cụ thể, trang chủ Chelsea xác nhận có tới 5 cầu thủ sẽ không thể ra sân ở trận này. Antonio Rudiger sẽ không kịp hồi phục sau khi dính chấn thương trong trận thắng Wolverhampton. Chelsea cũng không có được sự phục vụ của hậu vệ Emerson Palmieri. Cầu thủ này gặp vấn đề gân kheo sau khi trở về thi đấu cho tuyển Ý vào tuần trước. Kante đã có thể trở lại tập luyện, nhưng tiền vệ người Pháp chưa đạt được thể trạng tốt nhất để đá chính. Riêng của đôi tài năng trẻ Chris James và Callum Hudson-Odoi đã dần bình phục chấn thương, nhưng cần thi đấu cho đội U23 để tìm lại cảm giác. Thị trường chuyển nhượng tại châu Âu đã đóng cửa, nhưng Juventus vẫn có thể bán các cầu thủ của mình, theo Toto Sport trong ngày mai. Người đại diện của Mario Mandzukic sẽ bay đến Doha để chốt những điều khoản cá nhân với câu lạc bộ Al-Gharafa. Như vậy, trong thời gian sắp tới, tiền đạo người Croatia sẽ có dịp đối đầu với người đồng đội cũ Medi Benatia, trung vệ đang khoác áo câu lạc bộ Al-Duhain. Mario Mandzukic đã 33 tuổi, nhưng anh vẫn chơi rất hay trong mùa giải trước. Anh đã có được 10 bàn thắng do phải hy sinh để siêu sao Cristiano Ronaldo tỏa sáng. Chưa hết, huấn luyện viên Sarri lại trọng dụng Gonzalo Higuain và thẳng tay gạch tên Mandzukic ra khỏi kế hoạch. Việc không được ra sân thường xuyên chính là lý do chính khiến tiền đạo Croatia phải ra đi. Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng chống người thi hành công vụ tại sân vận động Hàng Đẩy xảy ra vào ngày 11 tháng 9. Căn cứ vào chứng cứ thu thập, công an đã điều tra hành vi phạm pháp của hai đối tượng. Đối tượng thứ nhất là Vũ Trung Trực, sinh năm 1984. Ngày 11 tháng 9 năm 2019, Trực đã mang 2 quả pháo dù, 18 quả pháo sáng đi Hà Nội để cổ vũ trận bóng đá giữa Hà Nội và Nam Định. Đối tượng thứ hai là Trần Đắc Chương, sinh năm 2001, bị bắt với cáo buộc chống người thi hành công vụ. Vào phút thứ 72 của trận đấu, khi thấy một số cổ động viên Nam Định đang đánh một chiến sĩ cảnh sát cơ động, Chương đã tiến lại gần và dùng chân đạp 3 cái vào người chiến sĩ này rồi bỏ đi. Hiện tại, công an quận Đống Đa đang tiếp tục xác định, truy bắt các đối tượng khác liên quan đến vụ việc này để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.